Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay có cái cửa hệ 93 cửa lùa. Ba cánh, cánh ở giữa thì làm chết nhá. Rất là to, to gấp đôi hai cánh kia. Thì ở nhà lúc sản xuất thì nó to quá nên khó quay. Thế là để đến công trường này lắp luôn cho nó dễ quay hơn. Đấy. Thì anh em đang lắp cái bộ này nó rộng 3,2 m. Thì cái vách to kia thì hai cái bên đầu móc này nó ăn về cùng một chiều nhé. Đây, kính cường lực 8 mm. Đấy, cửa này là lắp là tương đối khít, họ chát nó rất là vuông cho nên là mình trừ ít thôi. Thì khoảng độ còn hở độ 3 ly này. Chiều cao được 2m52. Ok. Để rộng được 3m2. Cửa này đang lắp phía trong là vì bên ngoài là chủ nhà đang muốn làm cái cửa khác nữa, nhưng mà hiện tại là chưa làm. Đấy, thì lắp mép trong. Kính này nó 8 ly cường lực cho nên cũng tương đối nặng. Hai cánh nhỏ là chạy một ray trong nhá. Thì bao giờ anh em cũng phải lùa lên phía trên, bắt đầu hạ xuống. Rồi. Cửa rất to rất nặng nhưng mà trượt rất là êm ái. Đấy. Cửa rất vuông cho nên là cánh nó vuông là thả cái được luôn, không phải chỉnh gì cả. Đấy, cửa to quá bây giờ quay cũng khó đây. Nhá, cánh giữa to gấp đôi và hai cánh kia là mỗi cánh bằng nửa nhá. Đấy, nó sẽ trùng khít mép nhau như thế. Anh em nhìn thấy trùng khít không? Ấy giờ đóng kéo ra hai bên nhá. Kéo nhẹ nhàng hai bên xem nó trùng khít không. Đấy. Vừa tới mà vừa trùng khít nhá. Thế nó mới là chuẩn nhá. Đây toàn làm theo máy chứ cũng không phải tính gì đâu. Phần mềm nó ra các số liệu thì chỉ phải cắt. Đấy, bộ cửa lùa ba cánh hệ 93 mà cánh giữa to gấp đôi cánh hai bên ấy. Thì khi lắp xong nó nhìn nó như vậy. Thế thì các mạch các đố đứng nó trùng khít nhau nhá. Thì đây bộ cửa này là bố trí một bên là tay khóa chữ D. Đấy, bên kia thì là chốt sập. Tôi nói cách trừ như sau nhá. Đối với khung bao thì khung bao đứng thì chúng ta cắt hai cái khung bao đứng hai bên bằng nhau và bằng với ô cửa. Tất nhiên là chúng ta trừ đi một chút để cho nó non so với ô cửa. Còn chiều rộng tức là ray trên và ray dưới ấy, khung bao chúng ta sẽ trừ đi 36 so với ô cửa chúng ta cắt. Đấy. Tiếp đến phần cánh của nó nhá. Thì chiều đứng của cánh thì chúng ta cũng lấy cái chiều đứng của khung bao chúng ta trừ đi 45 hoặc 47 đều được cả hai số. Còn đối với chiều rộng của cánh, ở đây cái cánh giữa to gấp đôi thì chúng ta tính như sau. Cánh giữa thì ngang trên và ngang dưới của cánh chúng ta lấy chiều rộng của cái khung bao
phủ bì cái chiều ngang của ô cửa này, chúng ta chia cho 2, sau đó trừ đi 51 thì sẽ cắt được hai cái thanh ngang của cái ô to này. Tiếp đến hai cái ô cửa nhỏ này thì tổng chúng ta phải cắt 4 cái thanh ngang, 2 trên và 2 dưới. Chúng ta lấy cái chiều rộng của phủ bì của cái ô cửa này nha. Chúng ta chia cho 4. Sau đó trừ đi 66 là sẽ được kết quả để cắt 4 cái thanh ngang nhỏ nhỏ này. Đấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy, đây nó vướng cái tay nhé, chứ không thì ba cánh này nó sẽ trùng khít lên nhau. Đó. Ví dụ cánh này trùng này, cánh này là chẳng qua nó đang vướng với cái tay này, nó chống ra thôi nhá, không là trùng khít nhau. Đấy. Chúng ta thấy nó đang chênh nhau 10 phân này. Chỗ này cũng 10 phân này. Đấy là vậy là tôi đã giới thiệu xong cách làm một bộ cửa sinh pha hệ 93 ba cánh và cánh ở giữa gấp đôi cánh hai bên. Rất mong tất cả các anh em ủng hộ kênh nhé, bằng cách đăng ký và bấm chuông. Thì cái nhà này có mỗi bộ cửa này nó hơi khác biệt một chút. Chưa có video thì tôi bổ sung thêm vào cái bộ sưu tập thôi nhé. Đấy, ngoài ra nó còn rất nhiều cửa sinh pha khác nhưng mà đều là những loại là mình đã từng post lên mạng rồi. Đấy. Thì hôm nay tôi trong phạm vi này tôi chỉ giới thiệu cái bộ cửa ba cánh ba ray, cánh ở giữa to gấp đôi cánh hai bên. Kính màu xanh đen. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào.